Hi everyone, welcome back to my channel Start Go. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Đây là một tựa game ma. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Lúc đó thì các bạn mới hoàn thành và thoát khỏi nơi này. Let's go. Phi Sơn ơi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ hai. Bendy, let's go. que va de gatuba, grande chatichu. Ok, sau đó thì mình sẽ cầm theo cái này, bò lên trên đây xem có gì không. So let's go. Ok, let's go. Bà tao đang đánh đàn. Mình sẽ mở cái này, mở hộp thùng dưới ra. Trong này chắc chắn sẽ có một thứ mà các bạn đang cần dùng đến. Đây rồi. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Trần Quét Hero. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Ok. Anh chàng này sẽ uống nước 2 lần. Sau đó thì anh ta sẽ đại tiện, à, tiểu tiện ở đây. Quỷ luôn. Wow. Granny cho tôi ăn. Rồi ok. Đây là thức ăn dành cho chim. Mình sẽ xem trong này có gì không. Chắc là búa rồi, chuẩn luôn. Quay lại lấy chiếc búa nào. Let's go. Còn một chiếc chìa khóa màu xanh. Chìa búa đâu rồi? Ở đây thì mình sẽ đi kiếm một miếng thịt. Let's go. Álvaro Obregón. Álvaro López, de 18 años, extranjero. Gonzalo López, de 18 años, extradó el 22 de abril en Obregón. Segundo Gonzalo López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Segundo Gonzalo López, de 18 años, extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Segundo Gonzalo López. I'm killing you. I'm killing you. I don't care about anything else. My programming is just get that guy. I'm killing you. I'm killing you. I don't care about anything else. My programming is just get that guy right now. There is no, like, oh, he's running? I'll back off a little. No, it's just him. He's going to get horrified. It's like a magic. Okay. Rồi, và tới game thứ 7. Oh my god. Ông ta khá là nhanh. Rồi, tiếp tục là mình sẽ phải kiếm những món đồ. Cứ nhảy như thế này thì các bạn sẽ nhanh được. Món đồ đầu tiên. Món đồ thứ hai. Ui, tất cả các bạn phải tìm 20 đồng coin. Cũng khá là khoai đấy nhá. Oh my gosh, đi rồi. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng, Mr. Smithy. chicos. Bắn vào ông ta không gì. Ông ta khá là cứng thôi nha. Tức là các bạn phải đến gần một chút nữa thì các bạn bắn thì ông ta với bị đơ. Đấy, xem cách trốn thoát thì đây. Trốn được này đi. Ok, let's go. Trong này thì mình sẽ phải đi kiếm một chiếc chìa khóa, sau đó thì mình sẽ tẩu thoát vào đây. Tẩu thoát vào đây rồi. Oh no. Yeah, let's go. May sao xuống kịp, không thì ông ta sẽ bắt con ngay. Let's go. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. I need to find help. Yeah, let's go.